Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch hòa thượng từ bi khai thị cho chúng con được rõ. Thiền sư Liễu Quán, Việt Nam, tịch năm 1743, đời thứ 35, Tông Lâm Tế. Trước được hòa thượng Tử Dung dạy tham câu: muôn pháp về một, một về chỗ nào? Sao xem truyền đăng lục đến câu: chỉ vật truyền tâm, nhân bất hội xứ, được tỏ ngộ. Sao nhờ hòa thượng Tử Dung ấn chứng, hòa thượng liền hỏi: tổ tổ truyền nhau, Phật Phật trao nhau, chẳng biết truyền cái gì. Sư thưa, búp măng trên đá dài 1 trượng, Phật tử lông rùa nặng 3 cân. Hòa thượng hỏi tiếp: thuyền chèo trên núi cao, ngựa đua dưới đáy bể. Sư đáp: dây đứt đờn cầm trọn ngày, gãy gãy sừng trâu đất gống suốt đêm. Hòa thượng vui mừng ấn khả: con xin câu hỏi nó không có nghĩa. Vậy hòa thượng vui mừng ấn khả, và ấn khả cái gì? Xin sư phụ từ Ân bi chỉ dạy. khả là ân là ân chứng á, tức là hư khả là hư khả, tức là cho cái người lo lạ mà ngộ rồi đó, tức là chứng minh là đã ngộ rồi. Bởi vậy tại Lắp Gia là kêu bằng cái lời chuyển ngữ, cái lời mà không có sổ chủ đó. Cái người mà không có ngộ á, nói không được. Duy á, lúc mà ấy trả lời nó không có qua suy nghĩ á, nếu mà qua suy nghĩ á, nói được cũng là không được.